Một mẫu xe 7 chỗ với đầy đủ những tiêu chí thiết kế trẻ trung hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt thì trang bị khá là nhiều công nghệ option. Ngày hôm nay thì Butterfun Vô gầm cao đem đến cho các anh chị một chiếc xe thuộc phân khúc SUV gầm cao 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Kia, một thương hiệu xe nổi tiếng về các trang thiết bị option nhiều, cùng với đó là form dáng trẻ trung năng động bậc nhất phân khúc mẫu Kia Sorento với phiên bản động cơ 2.2, và đây là phiên bản phun dầu, phiên bản cao cấp nhất của dòng Kia Sorento. Được sản xuất năm 2016 và hiện tại em đang chào bán với mức giá chỉ hơn 5 đồng cho chiếc xe này thôi. Và dĩ nhiên thì 2016 thì ngân hàng vẫn hỗ trợ chúng ta trả góp ngân hàng với lãi suất rất là yêu thương, rất là mềm. Thêm vào đó là các chi tiết trên xe còn cực kỳ là chất lượng. Bên em sẽ bảo hành cam kết cho các bác đầy đủ. Form dáng đặc biệt của chiếc Sorento thì thiết kế trẻ trung năng động, hơi thiên hướng một chút về sự hiện đại. Form dáng phần đầu thì chúng ta sẽ nổi bật với thiết kế mặt ca răng hình mũi hổ, đặc trưng riêng của thương hiệu Kia với phần viền mạ chrome sang trọng này. Các bác có thể quan sát nổi bật xung quanh cái phần logo, đó chính là thiết kế lưới tản nhiệt dạng nhựa màu đen, càng tôn lên cái logo Kia của chúng ta, nhìn rất là sáng rõ và nhận diện thương hiệu rất là tốt. Hệ thống chiếu sáng được trang bị đồng bi gương cầu thủy tinh với công nghệ bi projector này, thì cùng với tính năng auto tự động bật tắt thì chiếc đèn của chúng ta khá là sáng với chế độ đi ban đêm. Phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy rằng các chi tiết nhấn nhá xung quanh chiếc đèn cặp phao cốp của chúng ta là viền mạ chrome tạo điểm nhấn này, giải LED định vị ban ngày, chế độ tự động dừng đèn pha trên phiên bản cao cấp nhất, và chi tiết đèn gầm rất là rộng, rất là lớn cho cái phiên bản 7 chỗ này. Cảm biến cảnh báo va chạm của chiếc xe này thì sẽ được trang bị tiêu chuẩn này. Mọi người quan sát cái phần đầu của chiếc xe khá là nhiều các chi tiết đường dập nổi, dập chìm cho cái phần nóc cabo vuốt xuống phần lưới tản nhiệt, thiết kế rất năng động. Hệ thống chiếu sáng mặc dù là trải qua sau 7 đến 8 năm sử dụng nhưng các chi tiết đèn còn rất là sáng trong, không vẩn đục hoen ố này. Chi tiết đèn gầm coi nhá, cảm biến cảnh báo va chạm thì phía trước chúng ta sẽ được trang bị đến 4 cảm biến cảnh báo va chạm. Thiết kế la răng phay, phanh ABS này, ưu hiệu chỉ cửa điện và tay nắm cửa thông minh. Con này thì cũng đã được trang bị bậc lên xuống để trẻ em và người già di chuyển lên xe một cách thuận lợi, dễ dàng hơn rất là nhiều, an toàn hơn rất là nhiều. Và phần viền dưới của chúng ta sẽ được trang bị một phần ốp nhựa đen xuyên suốt từ cảng dưới này, vòng qua hốc bánh xe cho đến phần thân dưới, vòng đến đèn hậu. Phía sau thì tạo thêm một chiếc xe năng động, đầm chắc với một chiếc xe trong phân khúc SUV gầm cao 7 chỗ. Phần gương chiếu hậu của chúng ta thì với tính năng chỉnh hợp điện, tích hợp xi nhan báo rẽ và tay nắm cửa thông minh, ốp mạ chrome tạo điểm nhấn cho cái phần hông của chiếc xe này, nổi bật trên cái nền trắng, cái tông màu chính của cái phần ngoại thất của chiếc Sorento 2016 này. Thiết kế nội thất ghế da hai màu này, phần ghế lái của chúng ta sẽ được trang bị chỉnh điện đa hướng, chế độ làm phồng lệm lưng cùng với mức điều chỉnh ngả ghế, dựng ghế này. Phần ghế da này đã được trang bị lại với tông màu là đen nâu kết hợp vàng nâu các anh nhé. Và phần đệm ghế, đệm lưng của chúng ta có những lỗ thông hơi, dễ chịu, thoải mái khi ngồi trên chiếc xe này. Vị trí lái là cái vị trí sử dụng nhiều nhất, thì chúng ta sẽ phải tối ưu hóa các trang thiết bị tiện nghi cho chiếc xe này. Phiên bản này chúng ta sẽ được trang bị đến 6 túi khí an toàn, và ngay ở vị trí ghế lái, ghế phụ của chúng ta cũng có túi khí an toàn rồi. Phần má ghế, đệm ghế rất là căng phồng các bác nhá, vì bộ ghế da này được mới trang bị thêm nên dĩ nhiên là không có dấu hiệu nhăn nhúm hay là hao mòn nhiều ở cái phần bề mặt da. Vô lăng bọc da tích hợp các phím bấm như là tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay và ga tự động cruise control. So với những mẫu xe 7 chỗ đình đám hiện nay thì con này được trang bị những tính năng hiện đại khá là nhiều mà giá cực kỳ dễ tiếp cận. Hiện tại thì chiếc xe này em đang chào bán với mức giá là 590 triệu đồng bao rút hồ sơ. Bác nào chốt ngay trong clip này thì em sẽ giảm giá đặc biệt cho các bác chỉ có 570 triệu đồng với chiếc xe này thôi. Một cái mức giá quá là hợp lý rồi. Chất lượng xe thì các bác có thể check test thoải mái này. Hệ thống chống trơn trượt, tăng giảm độ sáng màn hình LCD và cửa gió điều hòa. Con này thì cửa gió điều hòa thiết kế rất là dễ dàng điều chỉnh hướng gió, mức gió, viền mạ chrome sang trọng. Sau vô lăng đó chính là màn hình hiển thị đa thông tin, màn hình đồng hồ tài xế này, hệ thống chiếu sáng, gạt mưa auto. Con này hiện tại đang được bọc thêm một cái vỏ bọc vô lăng nữa coi nhá, cầm nắm rất là chắc chắn cho chúng ta này. Logo thì không hề có dấu hiệu hao mòn rồi. Các chi tiết phím bấm trên xe thì còn rất là sáng này, các phím bấm rất sắc nét nhé. Ga tự động cruise control xuất hiện trên chiếc xe này, đề nổ thông minh start stop này. Màn hình này thì được làm màn hình zin theo xe, tích hợp các tính năng như là bluetooth, fm, radio, định vị trí đường rồi. Cửa gió điều hòa cho hai bên
phía trung tâm màn hình giải trí, điều hòa tự động hai vòng lập, lọc không khí clean air. Các phím bấm xung quanh đây của chúng ta cũng rất là sắc nét. Phía bên dưới thì các trang bị như là cổng kết nối AUX, cổng sạc 12V, cổng kết nối USB đầy đủ rồi. Có cả đầu đĩa DVD cho các bác luôn này. Củ số bọc da cao cấp, bệ tì tay, kem học đồ và cái vị trí để ly nước thì chúng ta được trang bị thêm một cái nắp đậy. Nếu mà không sử dụng chúng ta đậy vào thì rất là gọn gàng, sẽ phải ít bụi bặm, chúng ta sẽ ít vệ sinh hơn. Chế độ tiết kiệm nhiên liệu Active Eco, cảm biến cảnh báo va chạm này. Con này thì chưa có cam hành trình rồi. Bác nào chốt thì em sẽ tặng cho các bác một cái cam hành trình nữa. Là những trang thiết bị tiêu chuẩn trên xe. Tấm rèm che nắng tích hợp gương trang điểm cho các bác luôn. Trần nỉ của chúng ta sẽ được trang bị với tông màu ghi sáng các bác nhá. Bộ trần nỉ rất chất lượng này. Con này thì là phiên bản phun dầu 2.2 nên xe sẽ được trang bị một cửa sổ nóc toàn cảnh panorama. Thiết kế khá là rộng, các bác có thể quan sát cái cửa sổ nóc này. Cái không gian nội thất của chiếc xe này nó cao cấp, sang trọng, thoáng đãng hơn rất là nhiều nhờ cái cửa sổ nóc toàn cảnh panorama này. Bậc lên xuống của chúng ta thì cũng có được trang bị một phần ốp để chống trầy xước, tăng tính thẩm mỹ cho chiếc xe. Tem mác của chiếc xe coi nhé, phiên bản số tự động 2.2. Các chi tiết con ốc trên phần cột B này, cột A các bác có thể quan sát. Màu sơn đánh dấu của nhà sản xuất các bác nhé, vệt trắng này là màu sơn đánh dấu nhà sản xuất. Hệ thống âm thanh, vị trí để ly, để cốc hay để đồ này. Phần phím bấm vào tay nắm cửa của chúng ta thì cũng rất là rõ, không hề hao mòn, trải qua 6-7-8 năm sử dụng rồi. Phần viền này thì bác chủ của bác dán cho ta một cái tấm dán chống xước carbon nữa. Các chất liệu da rất là mềm, rất là cao cấp, tay nắm cửa mạ chrome. Và phiên bản cao cấp của chúng ta còn được trang bị địa chỉ nhiều ghế hai vị trí cài đặt ở đây các bác nhé. Rất thuận tiện cho hai tài xế thường xuyên thay đổi. Chúng ta sẽ không phải dịch ghế, mỗi lần lên xe chúng ta phải dịch ghế nữa, mà cài đặt ngay bằng hai cái phím bấm chế độ như thế này. Táp ly cánh cửa sắc nét, không xước sát này. Các con ốc ở phần táp ly nhá, keo chỉ xung quanh của chiếc xe, các bác có thể quan sát dễ dàng với chiếc xe này. Nội thất hàng ghế phía sau các bác có thể quan sát này, ba tờ đầu cả ba vị trí ghế. Vị trí ghế giữa kim luôn bệ tì tay, kim để ly để cốc này. Da rất là mới rồi nên em sẽ không soi kỹ về cái chất lượng da nữa. Một bộ da rất là mới được khoác lên trên chiếc Sorento 2016 này. Túi để đồ, vị trí cổng sạc 12V. Với mẫu Sorento này thì thiết kế nó khá là giống với dòng Santa Fe phong cũ, đó là cái cửa gió điều hòa sẽ đặt ở phần cột B. Dễ dàng điều chỉnh hướng gió, mức gió chúng ta. Và các bác có thể quan sát cái cửa sổ nóc toàn cảnh cho cái khoang nội thất phía sau này rất là rộng. Bầu trời trong xanh hay khung trời đêm lãng mạn chúng ta đều có thể quan sát được trong cái khoang nội thất của chiếc Sorento này. Cột B các bác nhé, táp ly cánh cửa này, hốc đồ này. Phần táp ly cánh cửa của chúng ta cũng không có một vết xước nào ở cái vị trí ghế phụ phía sau, ghế lái phía sau. Khóa chốt an toàn dành cho trẻ em, khi chúng ta đặt hàng trẻ em ở hàng ghế phía sau thì với cái khóa chốt an toàn này thì không sợ trẻ em có thể tự động mở cửa trong quá trình xe đang vận chuyển. Các chi tiết con ốc không có dấu hiệu gì xét cũng như là không có dấu hiệu cậy mở. Con này thì sẽ được trang bị một bộ la răng R18, kích thước ra la răng rất là lớn rồi. Và phanh đĩa ABS thì được trang bị đầy đủ trên 4 bánh. Mặt la răng thiết kế là mặt la răng dạng phay các bác nhé, tạo điểm nhấn cho cái phần hồng xe năng động trẻ trung hơn rất là nhiều. Và nổi bật cho phía sau đó chính là cặp đèn hậu hình chữ L. Và phần đèn hậu của chúng ta được trang bị màu đỏ rất là bắt mắt cho cái nền trắng như thế này. Cam lùi này, cảm biến cảnh báo va chạm phía sau. Giải đèn phanh trên cao nữa để tăng khả năng quan sát cho các phương tiện đi phía sau. Với cái phần khoang cốp này thì các bác có thể thấy rằng là những mẫu xe 7 chỗ nó sẽ tận dụng tối đa cái không gian nội thất bên trong. Và nếu như chúng ta muốn tăng diện tích khoang chứa đồ, tối ưu hóa không gian chứa đồ mà người ngồi trên xe ít thì chúng ta có thể gập các hàng ghế này lại. Con này thì hàng ghế phía sau có thể gập phẳng các bác nhé. Hiện tại là một bên ghế đã gập phẳng rồi, bên này thì vẫn đang dựng. Và hàng ghế thứ hai chúng ta vẫn có thể gập theo tỷ lệ 6-4 nữa. Một khoang cốp chứa bộ dụng cụ sửa chữa, kiềm chứa đồ trong phía trong này luôn này. Phần vỉ nỉ phía sau, các con ốc này. Với động cơ 2.2 thì mức tiêu hao nhiên liệu con này nó chỉ ăn vào khoảng 6-7 lít cho 100km đường hỗn hợp và 8-9 lít cho đường phố thôi. Màu sơn đánh dấu sản xuất các bác nhá. Nó khoang cốp này xung quanh phần nhựa cũng khá là sạch sẽ, không có vết tích của sự xước sát. Mẫu xe Sorento thì chúng ta sẽ được trang bị 3 cửa gió điều hòa.
vùng cửa sổ điều hòa thứ ba của chiếc xe này, bệ tỳ tay, kiêm để ly được cốc, các chi tiết cổng sạc đầy đủ cho mọi người rồi. Tiếp theo cho vị trí phần ghế phụ phía sau. Con này thì lên được một bộ lót sàn 5D khá là sạch sẽ rồi. Một bộ lót sàn rất là cao cấp, thiết kế màu sắc nhã nhặn, túi đồ. Cửa gió điều hòa dễ dàng điều chỉnh các bác nhé. Con này 2016 nhưng mà chất xe còn khá là đẹp cho các bác. Và các bác cũng yên tâm về khâu tuyển chọn bên em. Ngay cái khâu nhập xe bên em đã kiểm tra chất lượng khá là kỹ để các bác có thể sở hữu được một chiếc xe chất lượng nhất có thể. Bảo hành cho các bác động cơ 1 năm nữa. Khoang cốp đồ này. Con này em đang chào đúng giá 59 này, 2.2 máy dầu, chỉ tự động 2016. Các bác nào chốt trong clip này em để cho các bác 54 thôi. Vị trí nội thất ghế phụ nhá, cửa gió điều hòa. Con này thì tiện nghi nó cũng không kém gì so với vị trí ghế lái đâu. Các chi tiết trên xe này, tấm rèm che nắng, tích hợp gương trang điểm, kèm đèn trần cho các bác luôn. Túi khí an toàn. Bản này chúng ta là bản cao cấp nhất rồi, sẽ đầy đủ tiện nghi nhất. Cột B của chiếc xe này, phần táp ly cánh cửa vị trí cuối cùng. Tất cả các vị trí trên xe gần như là không có cái vị trí xước sát. Còn dĩ nhiên một mẫu xe đã qua sử dụng thì không tránh được cái vị trí xước sát ngày ra. Và những cái vết xước nhỏ đó thì bên em sẽ cho xử lý, tỉa sơn lại. Thân vỏ của xe nguyên zin. Và sơn thì em không thể cam kết nguyên zin được, vì có những cái vết nhỏ, xước nhỏ bên em đã cho tỉa lại rồi. Tiếp theo đây thì em sẽ đi về khoang động cơ để các bác có thể tham khảo qua cái phần trung tâm chính của chiếc Sorento 2016 này. So với phiên bản động cơ xăng thì với phiên bản động cơ dầu thì chúng ta sẽ phải chấp nhận một số nhược điểm, đó chính là động cơ nó sẽ hơi ồn và mùi dầu. Cho bác nào mà hay say xe thì cái mùi dầu này sẽ khá là khó chịu. Nhưng đổi lại hai cái nhược điểm đó là chúng ta sẽ có một cái ưu điểm, đó chính là máy dầu thì cực kỳ kinh tế cho các bác khi vận hành. Khi đi lại trong một tháng thì nó cũng tiết kiệm cho chúng ta khá chi phí. Với một chiếc xe máy dầu như thế này thì các bác có thể quan sát qua cái khoang động cơ này. Động cơ của dòng Kia thì vận hành khá là mạnh, khá là khỏe. Mọi người có thể quan sát các phần khoang động cơ. Hơi bụi bặm một chút thôi nhưng không ảnh hưởng gì cho chất lượng của xe. Và dĩ nhiên thì bên em vẫn thoải mái cho các bác check test. Các bác có thể mang trực tiếp thợ lên showroom để kiểm tra chất lượng của máy. Hoặc các bác có thể đem trực tiếp ra các hãng xe lớn, mang trực tiếp ra thương hiệu Kia để kiểm tra chất lượng. Ngay tại showroom thì bên em cũng có cầu nâng để kiểm tra khung gầm chassis cho các bác rồi. Tấm đi khánh đi con này thì vẫn còn mới này, chưa hề có dấu hiệu hao mòn đâu ạ. Bác nào có nhu cầu thì bên em ship xe tận nhà, check test tại nhà cho các bác luôn. Và như vậy thì một mẫu xe 2016 mức giá rất là hợp lý, máy dầu, tiết kiệm nhiên liệu. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ qua số hotline 0964 834 834 để trao đổi thêm thông tin cụ thể. Con này thì hỗ trợ trả góp tầm vào khoảng 50% giá trị của xe. Như vậy thì chưa đến 300 đâu là các bác có thể mang được xe về nhà rồi. Và mọi người muốn đến địa chỉ xem xe trực tiếp thì các bác có thể qua trực tiếp 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hà, thành phố Hải Dương. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip giới thiệu xe của Vô Cầm Cao. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng tại clip giới thiệu xe tiếp theo.